Vô Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là 21 tháng 4. Quay con bé rồi kìa. Dạ vâng. Hôm nay 21 tháng 4 năm 2018. Con Vô Thành Luân rồi đang có mặt tại gia đình chú, tên chú gì nhỉ? Cháu quên tên chú rồi. Ê, chú Hiệp. Chú Hiệp. Chú Hiệp, cô Tuyết. Tại chú Hiệp, cô Đồng Thị Tuyết ở phường nhà. Đường này Phú Thạnh, quận Tân Phú. Và phường Phú Thạnh, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, đường Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này nhà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa thăm gia đình, thứ nhất là thăm gia đình và thứ hai là chúng tôi là có đến là bảo trì bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun cột 16, chính xác là cột 15. Bằng gỗ mun hàng siêu khủng được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã bàn giao cách đây hơn 1 năm. Và ngày hôm nay đội ngũ thợ của Thành Luân chúng tôi là và trực tiếp gia đình cô chú để bảo trì và tân trang lại bộ ghế lần thứ nhất cho gia đình chú Hiệp, cô Tuyết ở đường Đỗ Bí, phường Tân Phú, Phú Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là em bé này, chú cũng là rất vui tính. Về bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, đội ngũ thợ chúng tôi là vừa đến tân trang và bảo trì cái lần thứ nhất cho gia đình của cô chú. Trước đây chúng tôi cũng đã bàn giao cho cô rồi. Và quý vị có thể xem bộ này kê thành bộ mà chúng tôi quay tại xưởng của Thành Luân chúng tôi, là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gỗ mun của cô Đồng Thị Tuyết. Hả? Rất đẹp. Cô đồng à? Cô Đồng Thị Tuyết. Trên mình là gia đình. Ngày hôm qua 20 tháng 4 thì chúng tôi cũng đã bàn giao một bộ cho gia đình nhà anh Linh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục ngày hôm nay chúng tôi là tân trang cái bộ này và bảo trì bộ này lần thứ nhất cho gia đình nhà cô chú. Rất đẹp, bộ bàn ghế tay 15 đẳng cấp siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và đây cũng là anh em chúng tôi là trực tiếp đến để tân trang phục chế cho bảo trì cho gia đình nhà cô chú. Rất đẹp. Và dự kiến sau này thì chúng tôi sẽ thiết kế nhiều sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao cho gia đình nữa. Mọi thông tin chi tiết thì khách có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389, 0972770888. Thành Luân chúng tôi là bán hàng xong chúng tôi là cái phần bảo trì, bảo dưỡng, bảo trì các cái sản phẩm gỗ mun này hậu mãi mãi mãi, bảo hành mãi mãi tất cả mọi miền trên tổ quốc, dù ở đâu chúng tôi có thể đến để bảo trì, bảo dưỡng. Hôm nay là 21 tháng 4 2018. Đây là chúng tôi có 3 người. Đây là chú thôi và chú Hiệp. Chủ nhà đang chú cũng vừa bắt tay vào công việc và bây giờ mới hôm hòm là xong, chú tạm thời nghỉ. Và hai anh em. Cái người tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Chúng tôi đã bảo trì xong bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun cột 15 cho gia đình chú Hiệp, cô Tuyết. Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp các khách trong những video clip sau.